Ok, vậy là chúng ta vừa sửa xong cái cặp mic Zelaka này, model này ER3600 nhé các bạn nhé. khách ghi là mất sóng bo thu kênh B, tức là xác định được là bo thu, là tức là khách xác định được bệnh nó nằm bên trên đầu ghi nhé. Bởi vì sao, là khi mình bảo mà khách là truyền tay sóng ấy, thì khách có truyền tay và khách tìm ra lỗi là do đầu thu, mình vừa điều chỉnh và sửa chữa rồi. Lỗi của cái đầu thu này là nó bị hỏng thạch anh dao động 8M này. Khi xử lý xong thạch anh, thay xong thạch anh có dao động rồi thì nó sẽ nó chưa có tiếng, mà mình đã phải đi tìm tiếng và mình đánh chập kênh công tắc truyền mạch âm thanh để mình xem nó có tiếng ra chưa. Đánh chập công tắc truyền mạch thì bỏ qua cái chức năng tắt bật mic, thì chúng ta mới sửa phần âm thanh nó mới dễ được. Và sau khi bật đánh chập thì chúng ta thấy là có tiếng sôi ra loa, vậy là toàn bộ mạch âm thanh nó không bị lỗi gì cả. Sau đó chúng ta đi vào, hóa ra là ngoái tiếp quận trung tần, và theo cái ngoái trung tần nó đã lên một tiếng nó đã lên một tiếng nhưng mà sóng nó lại hơi kém, và mình đã đi mình xử lý tiếp, mình điều chỉnh chiết áp và điều chỉnh liên quan đến tần số, và nó đã hoạt động phun sóng. Sau khi mình chuẩn bị lắp vào thì nó lại bị mất sóng, và cái điện áp trên thạch anh nó lại tăng vọt lên 5V, gần 5V đấy. Thế là tiếp tục đi điều chỉnh tiếp thì nó có một con tụ tụ nhưng mà nó ở dạng điều chỉnh, thì nó song song với cả thạch anh 8M đó. Nó mình phải vừa điều chỉnh một chút, xong mình rút nguồn, xong mình lại cắm nguồn cho nó khởi động lại, mình lại điều chỉnh một chút, dần 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 mình tìm được cái vị trí ngon lành nhất. Và bây giờ nó đang sóng phun rồi các bạn nhé, đây 64 là sóng phun rồi này đó. 1 2 đây là kênh B nhé, đây kênh A này, kênh 01 này, alo 1 2 3 4 đây hai đèn nó đã sáng, kênh đều hai bên này. Alo. Rồi, vậy là mình đã sửa xong cái cặp mic này rồi nhé. Nếu mà các bạn muốn, đây, trong lúc sửa mình có nói trao đổi về con vít này, bây giờ nó hết hoạt loại rồi nhé. Mình đã thêm cho khách con vít vào đây cho nó chắc chắn. Nếu mà các bạn muốn theo dõi video sửa chữa cái bộ mic này, thì các bạn xem tiếp video nhé. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì cho mình xin một like để ủng hộ. Nếu mà các bạn muốn đồng hành cùng mình trong các video tiếp theo về sửa chữa micro không dây nói riêng và các thiết bị âm thanh nói chung, thì có hai cách. Một là các bạn theo dõi fanpage sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên Facebook. Cách thứ hai là các bạn theo dõi sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên YouTube nhé, để chúng ta cùng đồng hành trong các video tiếp theo. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, trân trọng cảm ơn các bạn nhé. Ok, mời các bạn xem tiếp video. Rồi các bạn ơi, mình tiếp tục sửa bộ mic thứ hai của thùng mic gửi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Bộ này, bộ kia thì sóng chập chờn kênh A, còn bộ này là mất sóng này, bo thu kênh B, bo mic thu kênh B. Bạn ấy bảo mất sóng kênh B rồi. Nếu mà nói liên quan đến sóng thì chúng ta phải vào anten đầy đủ, vào anten đầy đủ để cho sóng nó phun đi đã. Khi mà nó mất sóng thì chúng ta sẽ sử dụng, đây xem nguồn điện bao nhiêu, 12V 500, 12V rồi, đã có 12 rồi, mình xem là lõi là dương hay là, rồi lõi là dương, vậy là 12V cắm 12V. Khi liên quan đến sóng on này, màn hình có vấn đề một bên nhá, mất led một bên các bạn này.
Đấy các bạn nhìn này, bên này led sáng này, bên này led bị hỏng này. Bên này chưa gì, kênh A đã có anten lên này, kênh B anten B lên này. À, chấm than hai cái này, kênh 13 và kênh 49. À, cũng như mọi đầu thu mình sẽ set kênh này thấp đi. Kênh này kênh 0 đi, kênh 1 đi, set. Kênh 1, còn kênh này mình sẽ tăng lên. Liên quan về sóng thì mình cứ phải mạnh nhất là 64. Rồi. Set. Rồi, mình 64. Nào, bây giờ chúng ta vào để âm thanh mình đâu ở đây nhá. Còn về liên quan đến sóng thì mình sẽ âm thanh mình sẽ dùng jack chung này. Đó. Còn nếu mà liên quan đến âm thanh thì mình sẽ tách riêng, sử dụng riêng tay mic. Đây, mic của nó đây. Đây, bạn này cũng lắp luôn cả pin này. Đừng bao giờ các bạn để pin nằm ở trong máy này nhá. Cái bên này tắt, đây lại trái chiều. Anh này, ô cái này này. Nó vặn cái gì lỏng đấy nhỉ. Lắc lừa, ôi trong vỉ chưa bắt vít rồi nè các bạn này. Các bạn nhìn thấy không vỉ không? Vẫy này. Vì chưa bắt vít nhá, chứng tỏ là đã tháo ra và không nắp vào nhá, không nắp vít đầy đủ. Mình ngắn ngẩm mấy cái bác tháo ra mic không. Thôi để mình cho góc hẹp, camera hẹp xuống để chúng ta nhìn được màn hình nhá. Mình thực sự ngắn ngẩm mấy cái bác tháo vít ra do không già lại. Cái này là cái lỗ gì đây? Đây, các bạn nhìn này, bẻ này, lắc lư này. Nó... cái phần vỉ này còn ngoan ngoèo thế này. Đây mình xem cái tay thứ hai xem có bị bật lên rồi mà mình chưa nhìn thấy lên sóng. Đấy, cái này là cứng cáp thế này cơ mà. À, bẻ không vấn đề gì, này bẻ uốn lẹo. Không. Khả năng tay này mất sóng không? Ok, để mình lấy pin sạc mình cho lên xem nào. Dễ cái tay tháo này, tay mất sóng lắm. Nào on này. Kênh 49. Nào về để mình set kênh này. Đâu rồi? Mình này set kênh ở đâu rồi? Đây, mang thông ngoại đây. Mình tắt cái này đi cho đỡ bị trùng sóng nhé. Sheet này. ADF. IV đây, IV đây. Nhận chưa? Mình nói là không bắt được sóng nhá. 64 rồi. Giờ ở đây mà. Kênh 64. Tức là tay lại, đầu lại bắt theo tay à? Chứ tay lại không bắt theo đầu. À rồi, 64, alo. Tức là đã bắt này, 64 rồi, cái này cũng 64 rồi các bạn này. Bây giờ cái này mình sẽ bắt kênh số 1 này, 00 này, đang kênh 13 nhé. Mình sẽ đi về 13. Nãy cứ tưởng là kênh 64 là kênh, đây kênh 1 này. Volume to thế. Vậy là cái tay này mới có cái mắc sóng này. À, to thế. Để volume to kích khủng. Con này volume ở đâu? À, đây là kênh. Ô, con này không có volume à? Volume sau à? Ô, bình thường nó sẽ volume nó bấm 2 nút này. Volume cho đằng sau à? Để mình xem nào. Volume đang vặn mắc à? Volume mình để một lửa thôi. Không bao giờ mình để volume của mic nó mắc các bạn nhé. Nào, vậy là cái tay quạng quẹo này là cái tay tốt rồi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là tay quạng quẹo này. Tay uốn ra méo này, tay tốt này. Khả năng con vít này các bạn vặn chưa hết này. Đấy, lắc lư rồi. Đó, các bạn nhé. Đấy, siết con vít này lại cho nó chắc. Cái này tay này ok này. Alo, sóng rất khỏe. Đây mình đi 10 mét xem nó có bị mất sóng không nhá. Alo, hát vui nào, hoa thiếu nhân tôi để một
tôi trở về cát bụi. Ôi cát bụi miệt mài, 10 mét rồi vẫn đang lu con này. Vậy là tay này không phải tay học. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là tay này nó không vấn đề gì. Mình siết lại cái con ốc này cho nó chắc hơn thôi. Cầm cái tay mic nó cứ ngoan ngoạo ngạo thế. Đó. Ô không vừa. Chứng tỏ ốc bị toét các bạn ạ. Cái này là hoa sen chìm. À, hoa thị quên, hoa thị chìm, tức là hoa thị bên chìm vào và nó có cái cong cong các bạn. Ôi con này xoay tròn này rồi, không vặn được, bảo sao không vặn được, bảo sao long quẹt này. Thôi để mình tháo con mic này ra, xong rồi mình xem nó có cơ chế gì bên trong, nhựa hay là kim loại nó giữ không. Mình siết con này lại. Nếu mà nó là nhựa thì chúng ta có thể bắt con vít to hơn. Còn nếu mà nó là kim loại thì xem nó có bị mất cái miếng bắt không. Rồi, bây giờ chúng ta quan tâm là kênh 64 này. Đây mình tắt cái tay bên này đi rồi nhá. Bây giờ chúng ta bật tay này này. Nó set này. Nó đang không lên sóng. Đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ set sang bên này. Đó. Thôi mình lấy cái tay kia mình xét sang bên này để xem kiểm tra đồ thu đã. À, kiểm tra đồ thu trước. Alo, kênh 1 này. Và mình xét sang bên này. Cho chuyển kênh này về 64 đi. Rồi, 64 rồi này. Đây mình alo kênh B xem nó có lên sóng không. Sao cái này xịt lâu thế. Rốt, vậy là đầu ghi có vấn đề, đầu thu có vấn đề. Đây nha, mình set 64, nó đã nhận 64 rồi, tay đã nhận 64 rồi nhưng mà bên này không chạy này. Nó vẫn đang chạy như này này, là không được này các bạn này. Cứ để nguyên chờ đợi xem nào, không đi đâu một bộ, cứ bình tĩnh. Tranh thủ châm đi thuốc, đấy, rốt các bạn thấy chưa. Rồi bây giờ cái tay này không kêu nhá. Cái này nó lấy bắt sóng từ kênh B nhá. Thì mình set sang tay 1 để mình tắt mic kia đi, mình set sang tay 1. Có tiếng luôn này. Alo, 1 2. Vậy là kênh B tại đầu thu có vấn đề nhá. Đây các bạn này, nó nhảy về 01 này. Và kênh B đầu thu có vấn đề nhá. Rồi bây giờ chúng ta đi tháo đầu thu ra sửa. Vậy là chúng ta chỉ cần một tay thôi. Chúng ta cần một tay sửa để test thôi. À, cái tay kia mình sẽ bắt cho con vít vào. Tay này rất là cứng cáp này. Tay này có vẻ là chưa tháo bao giờ này. À, micro cũ này thì không thể nào là nói là không sửa chữa được. Chắc chắn sửa rồi. Ok các bạn. Mình đi mình tháo đầu thu nhé. Ok, bộ này bóp tem bảo hành rồi thì chắc chắn là đã có sửa chữa rồi. Đây, mình nhận thấy có con dán này. Dán này, dán nhập khẩu rồi. Việt Nam không có dòng dán này. Bây giờ bộ này là bộ đang bị sóng kém này. Thì ở đây ngoài này nó có một con thanh anh dao động. Thanh anh này thì có tác dụng cho con chip này hoạt động hiển thị thôi các bạn ạ. Con này là con hiển thị nhá. Và bộ này đang bị mất led thì khả năng mình sẽ sửa led cho bạn ấy. Sửa xem này. Sửa luôn led cho bạn ấy luôn. Có thể mình sẽ lắp một con đèn vàng ở đây để nó phát led ra. Kiểm tra xem mạch led là lỗi gì không. Nào bây giờ cái hộp tần số này bây giờ nó đang không hoạt động. Nó đang không bắt được sóng. Xem chiếc áp này nó có cân xứng nhau không này.
Ở đây là có những con chiết áp mà nó liên quan đến tần số nhé các bạn, mà chỉnh là nó bị sai nhé, nó không bắt đâu. Cho nên là chiết áp các bạn so sánh hai kênh, so sánh hai kênh nó cân nhau là được. Tất nhiên là nó sẽ có lúc là phải điều chỉnh đi một chút. Đây mình thấy chiết áp volume nó vặn hết cỡ này, to quá không cần thiết. Đây hai chiết áp, hai cái đây là con chiết áp nhỏ này, hai con này không được phép vặn nhé. Con này đang vặn lên 2/3, cái này đang vặn cũng thế. Nhưng mà ngược lại các bạn ạ, cái này đang vặn bị ngược lại rồi. Bây giờ mình tháo hộp kênh như sao nào. Xít nhận được sóng có nghĩa là phần phần IC cảm biến. Ôi giời, con này hình như bóc cả hộp này rồi, xem nào, sao lại lõm thế nhỉ. Sau đây các bạn, chưa bóc, sao cái hộp này lõm thế này nhỉ. Bên sản xuất người ta làm bao giờ nó phẳng ly chứ sao lõm này. Mình thử nhấc lên xem sao lõm thế này nhỉ. Ai da, chặt đấy, chứng tỏ là chưa tháo các bạn ạ. Bởi vì trong này nó làm gì có cái gì để chúng ta sửa đâu. Này, nó lõm như này này. Trừ khi là liên quan đến dao động thì nó mới IC dao động thì nó mới sờ gần đến con đấy thôi. Máy này hơi bập bênh. Rồi bây giờ nhá, chúng ta nhận thấy ở đây này, cái điều là dễ hỏng đầu tiên thì chúng ta quan tâm đến thạch anh. Con này hiển thị không nói gì rồi, hiển thị vẫn tốt. Thì hai con này, một con này là con tạo dao động sóng mang. Cái gì đây? Ôi chân này hàn rồi. Con này đã sửa với IC dao động rồi các bạn ạ. Đã sửa với IC dao động rồi. Đấy các bạn, đấy mùi hàn đấy này. Hy vọng là bạn sửa này bạn ấy không thay linh kiện. Nếu mà bạn ấy thay linh kiện thì bạn ấy thay giả linh kiện thì mình sẽ xử lý được. Chứ còn nếu mà bạn ấy thay đổi linh kiện đi thì mình lại phải nhấc cái bên kia ra. Để mình phải nhấc hộp kênh này ra, mình đo dung lượng để mình chuyển sang đây cho nó giống các bạn ạ. Mà những con linh kiện này rất là hiếm. Ví dụ có những con dung lượng tụ nó rất là lạ, nó không có sẵn, thị trường Việt Nam mình không bán, cho nên lại phải nhập khẩu, lại mất thời gian chờ đợi các bạn ạ. Nào, chúng ta tháo lốt hộp kênh này ra. Hộp này chưa bóc cái sao này, khá là chắc. Con chiếc nào đang để giữa, con này đang để lệch này. Con này ngoáy vào trung tâm rồi. Rồi, giờ mình đi mình cắm mình test thử nha. Mình sẽ dùng phương pháp loại trừ, có nghĩa là mình sẽ so sánh điện áp giữa hai kênh. Sau đó mình sẽ có khả năng mình sẽ set được tần số sát nhau để làm sao để cho điện áp nó tương đương nhau. Lúc đó chúng ta sẽ đi chúng ta đo xem ở phần nào điện áp nó bị sai lệch. Này đã hàn vào IC chính rồi, khả năng mình sẽ vệ sinh mạch, mình sẽ phục hồi nó về nguyên bản nó đã. Thế là các cái chân IC, chân hàn nào mà nó không được gọn gàng thì mình sẽ xử lý để cho nó ngon lành đã. Thì lúc đây chúng ta đi sửa nó mới chuẩn được. Chứ mạch mà nó bị bẩn như thế này là chúng ta không nhìn được là nó có bị chạm hay không, hay đứt mạch hay không. Con IC này, IC dao động này sờ vào là phiền toái đấy các bạn ạ. Nào xem nào. Cái này bạn đi hàn bằng màu hàn nung này, chứ không phải dùng màu hàn kho, cho nên là mối hàn nó không được đẹp. Để mình xem bên này nó có tương tự không nhé.
Ôi bên này cũng sờ vào rồi, chứng tỏ cả hai bên cùng sờ vào. Nhưng bên này còn đang chạy được. Để mình xem linh kiện nó tương đương giống nhau không. Nếu mà mic nó hai cái nó thường nó có cái sự so sánh sửa nó nhanh hơn là một mic một đợt một tay các bạn ạ. Con tụ màu đậm súng mát rồi giống hệt nhau, vậy là không có gì thay đổi. Bây giờ nhá, điều đầu tiên chúng ta quan tâm là thanh canh nó có dao động hay không. Ai chả cái mic này toàn dùng sao để vặn sợ thật. Thanh canh có dao động hay không, để muốn đo là thanh canh dao động chúng ta phải nhấc cái đo từ mặt dưới. Con này chân cắm mà nó đo mặt dưới, chúng ta chưa xoáy vào trung tâm nhá, và đo tất cả các điện áp, các cái tín hiệu thạch anh dao động nó phải ra, ít nhất nó phải ra được tần số đã, dao động nghĩa sóng sin đã, thạch anh nó phải có sóng sin đã. Muốn IC hoạt động thì thạch anh phải dao động nhá, thì nó mới có cái để nó dựa vào đó để nó dựa vào đó để nó làm việc bạn ạ. Ok, để mình đi tháo mạch nhá. Đây các bạn, mình nhặt mạch lên thì mình cảm nhận là dưới đài dán nó làm tổ rất nhiều này, rất là bẩn. Dán nó làm tổ và nó bê bết hết cả vỏ. Khả năng bạn này là bạn đi làm chương trình rồi. Bạn làm chương trình cho nên là đồ nghề của bạn ấy rất là nhiều. Bạn thì không, mình sẽ xịt ra bê bày vào đây để cho dán nó sợ cái mùi dầu mà nó không vào nữa các bạn nhé. Có cái mùi ra bê bày đây này, dán làm tổ này. Toàn dán nhập khẩu thôi, không dán Việt Nam mình làm gì có dán loại này. Dán bé mà thân nó dài ngoằng. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đo tần số của Thạch Anh nhé. Ok, mình lấy Oxino, mình sẽ kiểm tra tần số thạch anh. Các bạn ơi, đây mình đã cắm đầu ghi lên rồi này. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem cái điện áp trên thạch anh trước nhá. Tất cả các chân thạch anh đều phải có điện áp. Đấy là điều đầu tiên mà chúng ta điều kiện phải có nó là như thế. Mình sẽ cắp anten để mình đo xem cái điện áp trên thạch anh này. Đây là một chiếc thạch anh này, dao động này. Ồ, lên cao thế nhỉ. Lên tận 343 các bạn ạ, khá là cao. Nào con thạch anh 4 chân này còn quan trọng này. Con này là con tạo thạch sóng này. Ồ, không có tí điện áp nào. Xem nào, hai chân trong là nối mát, chân ngoài có 0,5V. Bây giờ xem nào, mình đối chứng xem nào. Bên này cũng không có à. Đo con này 3V. Ây giời, cao gớm nhỉ. Này thấy điện áp thạch anh cao khát đấy. 3V 9, 0V. 3V 9. Vậy là thạch anh này có rồi này. Nào mình thì đo ra động xem nào. Mình phải đo chiếc này trước này. Bên tốt mình sẽ phải đo trước. Chắc là thang nhân 1 sẽ không được. Không đo được các bạn ạ. Không đo được cái này. Không đo được. Để thang nhân 1 này. Cả bên tốt mình phải đo trước, sau đó mình chuyển qua bên. Ô, không đo được. Không đo được. Thank you.
không đo được ạ. Không thấy Oxino của mình không đo được. Này, vẫn đang thẳng tắp. Chưa đo được. Bật 2 thang nhân 1 nhân 10 đều không đo được. Mình đo tại quận dao động xem. Không có dao động luôn. Dao động sóng mang rồi. Chẳng nhẽ tần số quá cao rồi cho mọi máy của mình. Máy của mình có thể đo lên đến 1GHz mà không có sóng luôn. Nếu phải bật tay mic nó mới bật anten này. 64 là kênh này này. Không thấy gì cả. Không thấy gì cả các bạn. Oxino không làm được thì làm phức tạp hơn rồi. Không có dao động. Không có dao động nên không đo nổi dao động luôn các bạn. Để mình đo con này anh trên xem nào. Đây, lỗi nằm ở đây rồi các bạn ơi. Con tách anh này mình phát hiện ra là bị thay rồi này. Con 8000 này bị thay này. Và hiện tại là cái điện áp trên thạch anh nó đang không chuẩn. Đây các bạn nhé. Không bao giờ điện áp thạch anh lên đến tận 5V như này cả. Mà chân bên này thì nó có hạ 0.6V thôi. Tức là ít ra hai chân của thạch anh nó phải tương ứng. Tức là chân này và chân này nó phải tương xứng nhau. Ví dụ như bên này các bạn này. 2V2 này. Và bên này này. Đó 2V1, 2V2. Đấy, tức là hai chân thạch anh nó phải tương đương nhau. Và đây mình đo... Mình đo trên thạch anh này nhé. Các bạn nhìn này. Sóng đẹp chưa? Xin 100% luôn. Đó. Chân bên kia của nó này. Đó. Sóng đẹp không? Nhưng mà chiếc bên này nhá. Mình phải kẹp vào anten này thì hộp anten này mát, nó mát sạch nhất. Rồi. Nhăn thì luôn. Đó. Vậy là xoay quanh con thạch anh này và con IC này. Đó, nếu mà IC này không hoạt động thì nó không bật cái chức năng hoạt động nhá. Lúc nãy mình bảo là cái IC hiển thị nó chính là con này. Nhưng mà cái tần số cộng hưởng thì nó lại dùng con thạch anh này. Đây nó con thạch anh này nữa này. Con thạch anh chọn tần số nhé. Nó lọc những cái tần số mà dư rú rít là con này nhé. Còn con này nó sẽ là hoạt động của con IC này. Nhưng mà vì con này đang không hoạt động thì con IC này khả năng không hoạt động đâu. Để mình xem con này là nó có sử dụng cái gì mà nó ra đây tận 5V được. Bây giờ mình nhấc thử thạch anh xem nó thế nào nhé. Các bạn ơi, mình đã nhảy thạch anh 8000 ra này. Và mình sẽ lấy con 8000 khác mình thay nhé. Ở đây mình có nhiều thạch anh. Có con 32 anh nhìn này. Con 32 này kéo thay vào cái mic của Sài Gòn. À mic của trên kia. 32M nhưng mà thợ đã thay thành con 3.2M. Tức là nó giảm lên tận 10 lần. Bây giờ mình sẽ thay con 8000 vào các bạn nhé. Để cho nó dao động nhé. Và bây giờ mình cho các bạn xem. Quên mất đấy. Đây khi chúng ta tháo thạch anh ra. Và IC nó dao động trở lại. Mình kiểm tra rồi nhưng mà mình cho các bạn xem. Đây. Vô này. Mình kẹp mát cái đã. Quên chưa kẹp mát. Điện áp chân thạch anh này. Các bạn thấy không? Chân bên này này. Đấy. Lỗi thạch anh nhé. Ok, và mình đi mình tháo con thạch anh đó. Lúc đầu mình tưởng con này nó con IC hiển thị bởi vì mình thấy nó ngay cạnh cáp này. Nó lên trên mặt. Nhưng mà khi mình tháo thạch anh ra con cáp này nó vẫn hiển thị ngon lành. Tức là 1/4 của cái IC này hiển thị. Và một cái này là cái khả năng là con IC này nó sử dụng tách sóng mang các bạn ạ.
cho nên con thay anh em mà lỗi thì tách không tách được 6 mang. Ok, giờ mình thay con 8.000 vào đây. Đây các bạn ơi, mình đã thay con thay anh 8.000 rồi. Và giờ chúng ta kiểm soát Oxino nhé. Cho mình đo chân này này. Đó, bạn thấy sóng đẹp chưa? Xinh đẹp chưa? Nào, mình đo chân thứ hai này. Cả hai chân này không có chân nào lùi mát thì chắc chắn nó phải có một chân lên xin nhé. Ấy, sóng đẹp chưa? Và để xem điện áp lúc này đang lắp thạch anh nó là bao nhiêu nhé. Đó, điện áp này 2.7 này, 2.2 này, vậy là cái chân 2.7 này vẫn đang có vấn đề này, đang giảm không? Lúc nãy là mình khi mình cắm lên là nó 3.5, nhưng bây giờ giảm về 2.7 rồi. Nào, bây giờ chúng ta test thử mic xem. À, tuyệt vời, sóng lên rồi các bạn ạ. Về thạch anh dao động tách sóng mang đã có vấn đề. Nha, bây giờ mình sẽ vặn volume xuống trước rồi, cắm âm thanh vào. alo. À, kênh B lên rồi, chưa có tiếng. Alo. Vậy là kênh B chưa có tiếng. À, mình tắt đi, mình xét lại này. Khả năng mình phải xét lại tần số. Alo, xét lại shift cái nào. Đây nha, để chúng ta xem lúc nãy là shift là erode đúng không? Để chúng ta xét lại, bởi vì nó liên quan đến tần số. Đấy, phát lên luôn này, phần shift này. 1, 2 ra lên luôn này, đó. Nhưng mà bây giờ âm thanh đang không ra, đang không có tiếng các bạn ạ. Alo, không ra tí nào luôn. Bây giờ mình shift nó về kênh 1 nhá. Shift nó về kênh 1 là nó phải ra tiếng này. Hay là âm ly của chúng ta bị mất. Alo. Đó, kênh alo, đang không ra tiếng. Vậy là ngoài bệnh tần số ra nó còn bị bệnh tiếng các bạn nhé. Alo. Rồi, và mình sẽ bật mic mình đặt ở đây. Mình sẽ đi mình kích các đường tín hiệu âm thanh xem nào nó có thể là liệu bạn này bạn ấy sửa và bạn ấy ngoáy vào trung tần không nhỉ? Rất dễ có khả năng. Thì khi mà ngoáy vào trung tần thì nó sẽ không tách được sóng mang và nó sẽ bị không ra tiếng. Alo. Cho phép mình ngoáy vào trung tần một cái nhá. Tất nhiên là mình sẽ trước khi ngoáy mình sẽ giải quyết cái đấy cả. À, một con này nữa, hai con này mình cần ngoáy. À, xem nào. Còn chia ra lại nữa. Rồi, đầu tiên là mình nghi ngờ trung tần trước này. Nhưng mà con này là con tách sóng mang này, thì con trung tần này mình thấy là có vẻ không khả năng. Để mình lấy con đầu hai cạnh to một chút, cái này trung tần nó hơi đặc biệt. Hai cạnh này bé có vặn vỡ. Alo, mình vừa ngoáy nha. Alo, ấy da, lại tô vít lại hơi dày so với nó rồi. Lấy con nhỏ hơn một chút nữa. Alo, vậy là không được các bạn đâu. Không phải trung tâm đâu. Vậy là Alo, vậy là không phải. Rồi, mình giả về vị trí ban đầu rồi. Mình đứng ngoài con này xem nào. Alo. Liên quan. Alo. Không được, phải đi sửa rồi. Alo. Không được các bạn ạ. Đi sửa âm thanh rồi. Alo, nó không phải là do mất sóng rồi. À, đây con khuếch đại kênh B là con công tắc mở. Vậy là có tiếng này. Không thấy gì cả này. Đây không có này.
công tác truyền mạch rồi, liên quan công tác truyền mạch rồi, không ra tiếng các bạn ạ. À, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 nó phải nối với nhau, đây đang không nối với nhau, vậy là công tác truyền mạch âm thanh có vấn đề. À, nó không phải là liên quan đến cái do công tác chuyển mạch hỏng mà cái điện áp bật công tắc. Đây thì mình xem con này có phải 4066 4066 đúng rồi. Vậy là chân 18 của nó, à 14 của nó phải là điện áp nguồn này. 8V đẹp. Hai chân này phải có nguồn cấp để bật mở này. Vậy là không bật mở nhá, IC chính chưa bật mở. Con IC này này chưa ra lệnh bật mở âm thanh các bạn nhé. Tiếp tục mình xem chân 1, 2, 3, 4, 2 chân cuối 6, 7 nó phải có 5V, 8V cũng được. Chân này chân 7 là chân lối mát, chân mát cho IC. Chân 6 này 2, 4, 6, 7, chân số 5 nó cũng phải có nguồn. Vậy là thiếu mỗi lệnh bật mở âm thanh các bạn nhé. Rồi, lệnh bật mở âm thanh bây giờ mình sẽ dò xem nó đi ra từ chân nào của con IC này, mình kiểm tra trên đường đó. Ok các bạn. À, mà để xác nhận định chính xác là chân nào là bởi vì là có thể bị đảo nhá các bạn. Mặc dù là chúng ta biết là vế bên này của IC nó sẽ về ăn về vế này, vế bên này ăn về vế này, nhưng mà cái đôi khi nó bị ngược chẳng hạn, bởi vì mình chưa xét mạch thì chúng ta chưa biết. Vậy là mình sẽ chuyển cái mic này sang tay số 1 để chúng ta xem cái công tắc nào là công tắc chuyển của bên này nhé. Thì lúc đấy chúng ta sẽ alo. Bây giờ mình sẽ đo chân bao nhiêu là nó ra này. Các bạn nhìn thấy đồng hồ không? Chân số 10 đấy các bạn nhìn thấy bật lên 7V luôn này. Đó, bây giờ nếu mà các bạn cần biết là chân dưới này, chân này là chân 12 là bật cho bên này nhá. Thì bên này đang không ra, bây giờ chúng ta sẽ kiểm soát trên con IC này khi nào nó lầy lên 7V thì mình dò chân về đấy. Xong rồi đi tìm hiểu xung quanh tại sao nó không lên 7V thì chúng ta sửa vào nó ra thôi các bạn ạ, không có gì phức tạp đâu. À, bây giờ mình đi mình dò xem mạch nó về kiểu gì nhá. Từ đây về con IC này kiểu gì. Con này nó không bật ra, tức là nó không nhận mạch tần số. Bây giờ nếu mà để chúng ta xác định là mạch này nó ra tiếng không, để bỏ cái lệnh, tức là mình bỏ qua cái lệnh bật mở, mình sẽ đầu tắt con IC công tắc này trước để mình xem mạch này nó ra tiếng chưa đã, để xem là do tần số hay là do công tắc chuyển. Nếu mà do công tắc chuyển thì chúng ta sửa công tắc chuyển, còn do tần số thì chúng ta sửa tần số nhé. Đây mình sẽ đấu tắt công tắc chuyển để coi như bỏ qua lệnh bật mở của con này, để chúng ta xem cái mạch dao động này nó đã hoạt động chưa đã. Nó phải hoạt động thì chúng ta mới đi sửa cái công tắc này, còn nếu mà nó chưa hoạt động thì chưa có sóng, chưa có âm thanh thì con này nó sẽ không mở, sẽ con này bật đâu. Bây giờ mình sẽ đi đấu tắt cái chân, mấy chân của con này lại. Mình đấu tắt để chúng ta cho nó bật sẵn đi. À, khi nó bật sẵn này thì nó sẽ có tiếng sôi, tiếng sôi nền đấy các bạn ạ. Hai chân cuối 4, 8, 9, 8, 9, 10, 11 đầu tắt rồi, hai công tắc. Bây giờ mình cắm vào chắc chắn là nó sẽ có tiếng sôi lên khi chưa bật mic. Sôi kinh khủng khiếp không? Đây để mình xét tay sang bên này cho nó đỡ sôi nhá. Nó xét sang bên này bây giờ xem nào, nó vẫn lại chậm rồi các bạn ạ. 2, 4 đẹp đấy chứ. Tần số tốt rồi chứ. Alo. Vậy là có tiếng ra rồi nhưng mà sóng hơi kém các bạn ạ.
Đây mình nhìn đồng hồ rồi, loa to quá. Alo, alo. Đây sóng đang không lên này. Alo, 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 các bạn thấy không? Lên rồi đấy. Rồi bây giờ mình chỉ còn đi là đấu tắt cái đấy mà mất sóng không lên là thế nào? Alo, 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 alo. Có tiếng ra rồi nhá. Cái quan trọng là có tiếng ra rồi, nhưng mà để mình cắm anten này xem nào. Sửa sóng thì chúng ta phải có anten. Sóng đã lên được 2 vạch, 3 vạch, 4 vạch. Nào để xem nào. Mình sẽ chỉnh cho sóng lên tối đa xem nào. Nó nằm ở đâu đây? Thế là có sóng bắt nhận rồi, lên tiếng rồi đấy. Chắc tầm này mình cắm vào không ồn ào nữa đâu. Alo, 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 alo. Nó cứ chật chật này. Alo, mình alo to thì nó tuần than. Alo. Đấy, có tín hiệu ra nhưng mà nó chưa ra ngoài thôi. Ok. Vậy là mình chưa đấu nối tiếp hai cái này nữa. Đây, mình đấu cả bốn chân chập nhau thì nó mới ra cơ. Đây mình xử lý cái sóng nhé. Đấy, AF full này. Là tiếng sôi lên nhé các bạn, khi tắt mic ấy, nó sôi mạnh như này. Bây giờ chỉ còn là cái cộng hưởng tiếng để ra tiếng nữa thôi. Nào, mình vặn volume nhỏ quá. Nào, mình bật lên này. Đấy, mình vặn volume nhỏ các bạn ạ. Alo, alo, alo. Đấy, cột sóng nó yếu quá các bạn ạ. Bây giờ mình đi mình xử lý cột sóng ngay trước này. Đúng rồi các bạn. Đấy, lúc nãy mình bảo cái chiếc áp này nó đang hơi lệch so với chiếc áp bên này. Hóa ra là đúng rồi, chiếc áp này các bạn ạ. Cột sóng lên full này, mình vừa chỉnh chiếc áp này một chút lên full luôn. Cho nên các chiếc áp nó liên quan đến sóng thì các bạn đừng ngoáy nhá. Alo, alo, mỗi tội là cái volume mic này, cái khuếch đại mic là hơi nhỏ này. Để mình xem mình chỉnh vào cái chiếc áp là dao động tần số này. À, tự nhiên này, alo, 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 vẫn nhỏ lắm, alo, alo. Vậy là tiếng nó vẫn nhỏ lắm. Chắc là mình đi sửa lại âm thanh rồi. Nào cắm vào, bật mic thì không lo, bật mic thì không lo sôi đâu. Alo, 1, 2, tiếng nó không được trâu chuốt. Alo, mình chỉnh cái này này. Alo, 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 mất, đấy nhỏ đi. Alo, 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 mất sóng này, lên sóng này, lên này, full này. Alo, 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 full này, chỉnh hết cỡ lên thì nó hết cỡ luôn này, mất luôn này, đó như tầm này. Tầm này là đẹp này. Tức là chỉnh khoảng tầm 1 giờ là sóng bụi tối đa nhất. Alo. Bây giờ tiếng nó tối quá cho nên mình chỉnh thêm mấy cái này xem nào. Alo, 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 không có thay đổi gì. Đây, cái này chỉnh cái gì đây? Alo, 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 không thể thay đổi gì. Nó sẽ có những cái mà, đây, cuộn dây này. Cuộn dây này này là nó sẽ điều chỉnh. Nó trung tần thì nó có cả liên quan đến cái chất lượng âm thanh nhé. Alo. Đấy các bạn thấy không? Mình vừa cho cái này vào phát là nó cộng hưởng với cái kim loại này của mình và nó đã to lên này. Alo, 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 alo. Để mình chỉnh nó cho nó nét lên này. Alo, alo. À, nhỏ đi này. To lên này, to lên này. To, to, to. Chất lượng âm thanh lên này. Hay hơn này. Hay 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 to quá rồi. Alo, alo, alo. Mình vặn bớt volume sau đi. Cho nó to nhất có thể, hay nhất có thể. Alo, alo, alo. Nhỏ đi rồi. Ngược lại. Alo, 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 alo. Thêm vào. Alo. Tiếng hay nhất rồi đấy. Chứng tỏ trung tần cũng bị chỉnh nhá. Alo. Hay nhất rồi. Đấy, to đúng rồi. Vậy là công việc coi như đã hoàn thành rồi. Alo, cột sóng lên này. Alo, alo, không biết thế chứ. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Mình sẽ bật hai mic để chúng ta test. Để mình bỏ cái công tắc truyền mạch ra đã. Các bạn thấy không? Tiếng sôi nó làm ở đấy đấy.
khi mà công tắc truyền mạch nó bị chạm, bị giò là nó lọt tiếng sôi từ bên trong ra. Máy đây sửa ban ngày, sửa ban đêm thì 11, 12 giờ mà như thế này hàng xóm hàng chết. Rồi, bỏ công tắc truyền mạch ra thì không sôi rồi. Đây nha, mình vẫn đang tắt mic này, cắm thử phát xem nào. Làm gì có chuyện sôi nữa, nếu mà đúng nguyên tắc của nó là không có phép sôi. Đây mình tắt mic này, nó không được phép sôi các bạn thấy không? Bật mic này nói này. Alo, lên sóng, chưa bắt à? Đang mic 64. Một đời người. Alo, sao cái mic lại chập chờn nào? Ai giờ cái mic của mình bảo quặn quẹo đây. Tao lúc lên lúc không. Alo. Đúng rồi, mic này có vấn đề. Tay lại. Tay rồi. Alo. Sóng chập chờn quá. Alo. Sóng mất. Alo. Bây giờ mình sẽ đi ra xa, mình sửa cái chất lượng sóng nữa. Vậy là cái tay này các bạn này, là cái tay này. Mình sờ vào cái nó mất sóng này. Bạn nhìn sóng chập chờn nhá. Đấy, nhấp nháy đấy. Vậy là cái tay, úi rồi, mất luôn. Đó, vậy là cái tay có vấn đề nhá. Mình thử cái tay kia xem nào. Thử cái tay này xem nào. Để xem nó lỗi cho tay không. Phải xử lý nó hết. Đây là mic 1. Ai giả to quá. Để volume một lửa thôi. Volume to quá nó không ok. Nào chuyển cái tay này sang này. Alo, 1, 2. Đấy, cái tay này nó không chập chờn sóng nhỉ. Alo, 1, 2. Rồi mình đưa ra xa này, 3 mét này. Mất sóng luôn. Vậy là phải chỉnh lại sóng à. Đưa vào gần này, alo, mất rồi. Vậy là cộng hưởng sóng vẫn chưa chuẩn nhé. Vẫn phải chỉnh lại cái tần số sóng nhé. À. Bạn biết chia lát là mình chỉnh tiếp này. Không được, không phải có chia lát. Alo. Chẳng nhẽ con này nói chế độ tắt nhanh thế cơ. Không nói là nó mất sóng à, vô lý. Đặt mic nằm mới mất luôn này. Alo. Sóng mất thắt lắm. Alo. Ý về một đời người giảm chữ đáp giống bên kia. Alo. Giống bên kia thì nó yếu lắm. Không được, là tăng lên nhiều quá. Cho lên 3 giờ đi. Alo. Mất. Đấy, 3 giờ là đẹp. Cho 1 giờ hơi yếu. Alo. Mình đi 10 mét xem thế nào nhá. Sau đó mình chỉnh lại cuộn dây này à, có thể là nó alo chân tiếng kém đi nhưng mà sóng nó tốt hơn không. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Sóng kém thế nhỉ? Chỉnh như hôm nay là đẹp. Tiếng hay nhất. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Rồi, vậy là cái mic này lại còn phải chỉnh sửa thêm cả sóng nữa các bạn ạ. Alo, 1, 2. Bây giờ còn cái gì liên quan đến sóng nè, khuếch đại sóng. Nó chỉ loanh quanh ở con anten này thôi. Cụm anten này, khuếch đại tần số, khuếch đại anten này. Một loạt này này, khuếch đại anten này. Quận này thì... quận này là quận tách sóng mang và dao động cộng hưởng để tách sóng mang rồi lấy sóng âm thanh ngon nhất nhé. Đó, chiếc am này chỉnh cái độ lớn của sóng này. Con IC này đã hàn rồi cho nên là mình phải kiểm tra quanh con này này. Thanh âm dao động này ok rồi này, không còn cái gì này. Bây giờ mình sẽ đi mình so sánh điện áp giữa hai kênh sóng này, anten này này. Đây mình xét sang kênh 1 rồi mình lại bắt đầu mình đi từ 3 mét xem vào anten đi. Alo, 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 anten kênh 1, alo, sóng kênh 1 thì hơi khó nhìn thôi. Ồ, nó cũng yếu thế các bạn ạ. À, 601 là full, mình xem nào. Alo. Đi thử 10 mét xem nào. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 mét rồi, vẫn còn lắm. Alo, 4, 5, 6, 7, 10 mét rồi. Không có đề gì, vẫn có đề này, vẫn phải sửa sửa. Alo, 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 alo. Vậy là bên phải này vẫn phải sửa thêm phần khuếch đại sóng nữa các bạn ạ. Vẫn cái mic này mà mình xét sang tay 1 thì sóng rất khỏe. Nhưng mà xét sang tay 2 sóng yếu hơn. Ok. Rồi mình đi mình sửa tiếp phần sóng nhá. Phần âm thanh ra rồi này. Cộng hưởng âm thanh chỉnh quận trung tần ngon rồi, thay thành anh rồi. Đây còn khuếch đại sóng thôi. Ok các bạn. Các bạn ơi, mình lấy đồng hồ mình đưa vào điện cho đèn cho nó sáng này. Vậy là đèn nó không hỏng các bạn nhé. Led của bạn ấy không bị hỏng. Là về mặt điện áp có vấn đề. Mất điện áp của một bên bên trái đây. Mình sẽ đi mình dò mạch mình xem cái điện áp vì sao lại không có điện ra đấy nhé các bạn nhé. Mình sửa cho bạn ấy. Đó, đây mình sẽ sửa luôn cả cái màn hình cho bạn ấy luôn. Cho nó cả hai bên cùng sáng. Độ sáng lệch một bên trông buồn cười lắm. Có nghĩa là đèn led không sao này. Và mình sẽ đi đo ngược, dò ngược. Nói chung cái sửa cái đèn này thì nó đơn giản rồi. Cho nên là khả năng mình sẽ không quay video đâu. Chính xác hơn là của bạn ấy hỏng bên này này. Là như này mới đúng rồi. Thì cái đèn bên này nó vẫn sáng các bạn nhé. Đèn bên này nó vẫn sáng rồi. Đó. Nhưng mà đang bị mất led. Nó nên đang bị mất. Cho nên là mình sẽ xem. Bên này dương chung này. Mát chung này. Lý do vì sao lại không lên đèn. Liệu mấy con trở lại đứt không. Ok. Vậy là đèn của bạn đã lên cả hai bên rồi này. Đó, lúc nãy là bị bên này sáng còn bên này mất. Và mình đã xử lý chân này. Chân đèn nó bị dỉ rồi các bạn ạ.
bị rỉ và nó như kiểu bị cái lớp mạ của nó tiếp xúc mùi muối hàn thì nó cách ly với cả cái chân sắt của nó, và mình hàn lại, chấm lại muối hàn là nó xong thôi. Cái việc này thì bạn ấy không bảo mình sửa, nhưng mà mình nhìn thấy bệnh là mình sửa cho bạn ấy nhé. Ok các bạn. Các bạn ơi, mình xử lý xong cái bộ thu micro này rồi nhá. Điều đầu tiên là nó hỏng thanh âm dao động này, và chúng ta nó bị mất tiếng và không có sóng. Khi chúng ta thay thạch anh thì nó mất tiếng. Chúng ta có kiểm tra tiếng bằng cách là chúng ta đánh chập cái công tắc chuyển mạch. Sau khi đánh chập công tắc chuyển mạch thì nó đã ra tiếng sôi chuẩn của tần số dao động. Sau khi và âm thanh nó cũng có phát ra. Khi chúng ta bật mic nhưng mà nó nhỏ. Và cuối cùng là mình đi điều chỉnh quặn trung tần, quay đúng về vị trí cần thiết và nó đã phát sóng ra nhé. Thêm một cái nữa là của cái máy này là bộ micro, bộ đàn bên trái nó bị mất hay mất đàn, do chân đàn bị gì, do chân đàn bị gì các bạn nhé. Và chính vì chân đàn gì cho nên nó dẫn đến không tiếp xúc và nó không sáng đèn. Cho nên mình đã xử lý cả đèn hiển thị luôn. Và bây giờ bộ micro này đã hoàn thành sóng phun và tiếng ra rất ngon lành rồi các bạn nhé. Để mình đi mình lắp hoàn thiện và chúng ta test thử âm thanh nhé. Ok các bạn, mình đang đi mình lắp vào, nhưng mà để đỡ mất thời gian thì có thể mình sẽ tạm dừng video để đỡ mất thời gian của các bạn nhé. Ok các bạn. Các bạn ạ, sau khi mình sửa xong cái đèn trên mặt thì mình quay lại nó lại không có sóng các bạn ơi, bực mình không. Và bây giờ lỗi lại nằm ở đây này. Đây các bạn nhìn đồng hồ nhá. Này, thạch anh nó lại 5 vôn này. 4 vôn 7 ạ. Vậy là vòng quanh con IC này nó phải có lỗi một cái gì đó. Nó lại vọt lên 4.7 và nó không còn dao động các bạn nhé. Chắc lại chết thạch anh rồi quá. Ok, là mình đi mình kiểm tra linh kiện vòng quanh cái con IC này xem lỗi gì chúng ta xử lý nhé. Các bạn lần này thì nó không bị lỗi gì khá nặng. Mình có điều chỉnh cái con tụ bên cạnh này. Đây là con tụ cộng hưởng song song với cả thạch anh để nó đồng điệu nhé các bạn nhé. Thì mình đã chỉnh bây giờ điện áp nó về rồi này. Bạn này 1.98 này. Và bên này 1.8 này. Đó. Khi điều chỉnh con chiếc áp đấy nó sẽ đồng điệu trở lại. Đây ví dụ mình bạn sai đi nhé. Con này nó là con tụ cộng hưởng các bạn ạ. Nó là con tụ cộng hưởng. Khi mà tụ mà sai thì là điện áp nó tăng vọt. Các bạn thấy không? Đó, và bây giờ mình sẽ chỉnh lại một chút cho nó về cái khoảng đó. Tất nhiên là chúng ta phải rút điện để cho nó xả điện. Nó xả điện xong rồi nó mới về được cái điểm chúng ta yêu cầu nhé. Rút điện cho nó xả hết điện đi. Mạch 5V này cũng phải hết điện đi. Đó. Nó như kiểu là các bạn cài đặt một cái phần mềm nào đó, các bạn phải reset máy nó mới hoạt động. Thì đây chúng ta rút ra thì cái phần mềm nằm trong con chip này nó cũng reset lại các bạn nhé. Nó reset lại, nó khởi động lại làm việc ấy. Thì sóng nó lại phun rồi. Và điện áp này, các bạn thấy không, 2V này. Đấy, tức là do chúng ta sẽ điều chỉnh. Đó, đây bây giờ là 2V 1.7, là vậy, là 1.9 và 1.7 sóng phun rồi này.
Đó. Alo, alo. Đó, ok. Vậy là thêm một cái chi tiết điều chỉnh nữa là con tụ song song với con Thạch Anh các bạn nữa. Mình lúc đầu mình di chuyển cho nó khớp với bên kia thì lúc đầu nó lên sóng, nhưng mà nó vẫn bị lệch khi mà chúng ta tắt nguồn, chúng ta khởi động lại nó sẽ lại bị lệch, thì cho nên là mình phải điều chỉnh tí một và rút điện cắm lại, cứ chỉnh tí một để rút điện cắm lại, và cuối cùng mình chọn được một cái địa điểm chuẩn phù hợp và mình dừng lại các bạn nhé. Ok, vậy là mình đã giải quyết xong rồi này. Bây giờ mình sẽ đi mình đậy nắp vào xem thế nào, xem cái lúc chúng ta đậy nắp xem nó có bị sóng kém hơn đâu. Dây ở dây mát lúc nãy mình hàng quên chưa cắt ra này. Dây mát để cặp vào máy Oxino. Ok các bạn.